Nay mình sẽ làm chả cá nha. Mình sẽ cho miếng muối vào mình ngâm nha bạn. Mình làm được bao nhiêu đây cá nha các bạn. Giờ mình sẽ cho hành vào nha các bạn. Nước mắm. Mình sẽ cho dầu mè nha các bạn. Hôm nay mình muốn ăn ít dầu mè. Mình sẽ cho dầu mè nha. Xíu xíu thôi. Sẽ cho thêm miếng dầu ăn nha. Xong. Sẽ cho tiêu nha. Mình quạt bằng tay nha. Quệt lâu lắm á, bây giờ thấy nó thành cục luôn ha. Mình muốn dai nữa thì mình cứ quẹt mình sẽ làm tiếp. Nguyên cục dính vậy nè là ok rồi nha. Quết mà thấy nó quyện vào nhau là ok nha. Nhanh lắm. Thành công rồi nha bạn. Không cần bỏ bột nha. Mình sẽ nấu canh cá viên nha, với lại bắp cải nha. Giờ
Bây giờ mình sẽ cho bắp cải vào nha. Bắp cải mình đã rửa sạch nha. Cá thì làm hơi hơi cực, nhưng mà Việt Nam mình chắc làm nhanh lắm. Việt Nam mình ra chợ mua cá là có sẵn rồi, về quớt chút xíu là ok. Ở đây hả, mình ăn cá hả, rồi mình phải muốn ăn ngon là mình phải tự làm hết trơn luôn. Canh là mình xong rồi đó nha. Mình sẽ lấy một nửa để mình chiên và một nửa mình sẽ nấu canh nha. Này, nếu các bạn muốn ăn giòn á, bạn vậy là bỏ cá vô là được rồi nha. Còn mình sẽ nấu mềm thêm chút nữa, tại nhà mình rất là thích ăn mềm nhé. Sẽ làm riêng cá viên nha. Ném vừa ăn nha các bạn. Đây mình em ném vừa ăn nha. Mình sẽ bắt và bắt chảo chiên nha các bạn. Giờ mình sẽ chiên nha. Sẽ chiên cá nha. Bạn coi nó nhảy đồng luôn không? Nó biết nhảy tập tung tung luôn đó. Mình sẽ thả cá vào nha. Xong mình sẽ đợi cho nó sôi lại thành là con cá ha. Rồi các bạn, nó sẽ rớt ra, không có dính rồi. Hết là nó chín nha. Giờ nó chưa nha. Đợi chút nữa nha. Đợi cho nó sôi cùng một hồi á là nó chín rồi. Mình nó cho sôi nhiều quá nha để nó hết dai. Này. Ngon các bạn. Ngon ha. Coi nó biết nhảy luôn không? Nó bị dính. Đồ ăn cũng vừa chín là mình ăn được rồi. Rất là ngon. Và cái dưa của mình nữa ạ. Chút nữa là xong rồi. Cũng đã xong rồi các bạn. Xong rồi mình mời các bạn ăn nha, mời các bạn cùng mình nha, mời các bạn cùng mình nha. Mời các bạn cùng mình nha.